Thế tao ai chứ đi? Tao gặp gặp một lần hôm đi ấy nhưng mà chết rồi, mà chết đấy. Mẹ mang tiếng rồi, không biết là bây giờ thì mốt luôn. Bình thường em đừng núi đổ đèo, đang đi trên quỳ mở cửa luôn. Bùng đấy, bùng đấy. Tâm nhờ bắt đầu phát biểu rồi đánh chén nhá. Vỗ tay, vỗ tay trước, vỗ tay trước, không hiểu à? Thì mẹ bắn mặt nó thật đấy. Em thì làm thử một lần thôi nhá. Mọi người đến đây thì đều biết là lý do đúng không? Nên là cho các em mở luôn. Lý do gì? À, thế anh được mời mà anh không biết là đi đi đâu. Có thế anh được mời à? Ôi giời, không biết đâu. Đây đây đây, thành viên. Thành viên thì không biết thành viên nào. Hôm nay là thành viên xịn đấy. À, thành viên à? Chặt lắm. Sao sao đây đây đây, con gái đây. Đây, con tôi đang làm này, kéo nhìn lên cái chạy xong anh đâu ạ? Chắc chưa tự sướng bao giờ sao mà khó làm thế. Ôi, sao làm này khó dạng thế. Rút, quán này là quán gì? Vinh này, Hải Vinh, Hải Vinh. Ừ nhá. Bạn đặt tin lên phát là nó vòi ra mà. Cái bảo đấy tí nữa kéo là con trai của đây. Chắc lắm anh ạ. Nhớ mà cái này lâu lắm rồi. Cái chai này lâu rồi là hết đấy rồi. Hết ca rồi. Xong mày nhá. Ô xong mày về. Xong mày vô đi bắt là nó nổ lên. Ô rồi, vặn rồi cũng được. Phải xong mày vặn đi. Xong này. Nó nổ kêu to lắm. Sóc như thế. Kêu bây giờ cả sóc. Như thế không? Em đóng cửa đấy. Anh đang chuẩn bị khai trương này, anh chưa đến à? Đây. Vâng, anh nhanh nhá. Nhanh lên cửa bệ, bỏ tay lắm đây này. Em vất vả lắm chứ, em đã xuống sớm gì đâu. Bẻ thế nó gãy. Đi đâu tay này, mang cho anh. Quá em ơi, quyền tê tê em quá quá lắm. Đi vào hai vùng đi luôn rồi. Chắc cái này lâu, cái chai lâu quá. Cẩn thận, cẩn thận. Sau khi bắp bơ không, sóc không ra đến được thích là bụp sóc. Sóc, 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 sóc. Thích là bụng có vẻ rất mạnh. Mấy nhưng mà rồi, thích là bụng vẫn chưa ra. Này em ơi, đổi hai chai khác nhau. Đổi hàng, đổi hàng. Chai này là lâu quá rồi. Không mở được em ạ. Chai này là lâu quá rồi. Đấy, không phải tại người nhá. Bụng, xong rồi đấy. Đấy là đập chai này. Đập cổ chai vào thành bàn đấy. Này Mimi đi một mình à? À, đồ 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 cái trang khác nhanh. Bà cái đùa hả? Máy không mở được. Cái sự khởi đầu của Bình Định Nam của thế nãy thì là văn gì đấy? Vâng, cô cho ý kiến đi. Cô đại diện Hải Dương đúng không? Đấy, cô đại diện Hải Dương đúng không? Em đại diện cái gì? Danh sách chính á. Có tên trong danh sách. Đại khái là cho ý kiến về sự cố này. Gọi là Bình Định Dương. Cái sự cố này thực sự là phải hoán bắp chứ anh em chịu. À thế à? Cái sự cố này như thế nào? Sức khỏe em rất tốt nhưng không hiểu sao em sóc không ra. Ngố cho ý kiến tại sao nó không ra được. À tức là cái của con bắp cũ rồi đúng không? Bảo lại bọn anh cũ rồi, hỏng rồi. Trả lại nhà hàng cái chai.